Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ. Để sắp xếp thứ tự các số hữu tỉ thì chúng ta cần phải làm bài toán so sánh các số hữu tỉ. Đầu tiên, chúng ta sẽ so sánh hai số âm 1,5 và 5 phần 2. Ta thấy âm 1,5 và 5 phần 2 một số ở dạng số thập phân, còn số còn lại ở dạng phân số. Thì chúng ta cần đưa về cùng một dạng để so sánh. Chúng ta sẽ đưa các số hữu tỉ về dạng phân số có mẫu dương. Thì ở đây chúng ta cần đưa âm 1,5 về dạng phân số có mẫu dương. Và lưu ý để cho đơn giản thì chúng ta nên đưa âm 1,5 về dạng phân số tối giản. Âm 1,5 bằng âm 3 phần 2. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành so sánh hai phân số có mẫu dương. Ở đây là âm 3 2 và 5 phần 2. Ở trong trường hợp này thì ta thấy ngay hai phân số này đã có mẫu chung. Do đó, chúng ta sẽ so sánh tử số, ta thấy âm 3 nhỏ hơn 5, thế nên âm 3 phần 2 sẽ nhỏ hơn 5 phần 2. Như vậy, ta có thể so sánh các số hữu tỉ bằng cách đưa chúng về dạng phân số và so sánh phân số. Tiếp theo, thì thầy sẽ biểu diễn số âm 3 phần 2 và 5 phần 2 ở trên trục số. Ta thấy 2 bằng 4 phần 2, thế nên đây sẽ là điểm 5 phần 2 ký hiệu đây là điểm B. Và tương tự, điểm âm 3 phần 2 là điểm A. Đầu tiên, chúng ta thấy âm 3 phần 2 nhỏ hơn 5 phần 2. Do đó, âm 3 phần 2 sẽ nằm ở phía trước 5 phần 2 ở trên trục số. Như vậy, ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bất kỳ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số, rồi so sánh hai phân số đó. Trên trục số, nếu như A nhỏ hơn B Thì điểm A nằm trước điểm B Ở trên trục số các em cũng sẽ thấy ngay 1 phần 2 sẽ nhỏ hơn 1 Do 1 phần 2 nằm trước điểm 1 Hay tương tự Âm 1 sẽ nhỏ hơn 0 Do điểm âm 1 nằm ở trước điểm 0 Với hai số hữu tỉ A, B bất kỳ Ta luôn chỉ có một trong ba trường hợp Hoặc là A bằng B Hoặc A nhỏ hơn B Hoặc A lớn hơn B Chúng ta có thể so sánh ba số hữu tỉ bằng cách bắc cầu như sau. Nếu A nhỏ hơn B, B nhỏ hơn C thì A sẽ nhỏ hơn C. Ở đây thì thầy có âm 3 phần 2 là một số hữu tỉ âm nên nhỏ hơn 0. 5 phần 2 là số hữu tỉ dương nên lớn hơn 0. Như vậy theo tính chất bắc cầu thì chúng ta sẽ thấy ngay là âm 3 phần 2 sẽ nhỏ hơn 5 phần 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần so sánh 0,7 và 6/5. Từ đó, cho biết điểm 0,7 nằm trước hay nằm sau điểm 6/5 trên trục số. Đầu tiên thì ta thấy 0,7 vẫn ở dạng số thập phân, thì chúng ta cần đưa 0,7 về dạng phân số có mẫu dương trước. Ta thấy 0,7 bằng 7/10. Bước tiếp theo, chúng ta cần so sánh số 7/10 với số 6/5. Ở đây thì chúng ta sẽ quy đồng phân số là 6 phần 5 bằng 12 phần 10. Và ta thấy 7 nhỏ hơn 12. Thế nên 7 phần 10 sẽ nhỏ hơn 12 phần 10. Và từ đó ta cũng thấy ngay điểm 0,7 sẽ nằm trước điểm 6 phần 5 ở trên trục số. Do 7 phần 10 hay 0,7 nhỏ hơn 6 phần 5. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở trên trục số. Thầy sẽ chia cái đoạn thẳng đơn vị là 10 phần Vì mẫu số chung ở đây là 10 Thì đây sẽ là điểm 7 phần 10 Bằng 7 lần đơn vị 1 phần 10 Hay là 0.7 Còn đây sẽ là điểm 6 phần 5 Hay là điểm 12 phần 10 Ta thấy ngay điểm 0.7 Nằm ở trước điểm 6 phần 5 Ở bài này thì chúng ta đã đưa các số hữu tỉ về dạng phân số của mẫu dương Xong rồi chúng ta so sánh các phân số Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể so sánh các số hữu tỉ Bằng cách đưa các số hữu tỉ về số thập phân Cụ thể ở đây ta thấy 6 phần 5 ở dạng phân số Thế nên chúng ta cần đưa 6 phần 5 về dạng số thập phân 6 phần 5 bằng 12 phần 10 Bằng 1,2 Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành so sánh 1,2 với 0,7 0,7 nhỏ hơn 1,2. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đưa các số hữu tỉ về dưới dạng số thập phân để so sánh các số hữu tỉ. Tiếp theo thì thầy sẽ có bài tập sau đây. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ bé đến lớn hay là thứ tự tăng dần. Thầy có 4 số hữu tỉ, 5 và 1 phần 4, âm 2, 3,125, âm 3 phần 2. Như chúng ta đã biết thì các số hữu tỉ âm sẽ luôn nhỏ hơn các số hữu tỉ dương. Thế nên để sắp xếp các số này theo thứ tự từ bé đến lớn thì trước hết chúng ta cần phải chia chúng làm hai loại. Một loại là các số hữu tỉ âm có dấu trừ ở đằng trước và loại còn lại là các số hữu tỉ dương. Đến đây thì chúng ta cần so sánh âm 2 với âm 3 phần 2. So sánh 3,125 với 5 và 1 phần 4. Để so sánh âm 2 với âm 3 phần 2, thì thầy sẽ chọn cách quy về các phân số của mẫu dương. Âm 2 sẽ bằng âm 4 phần 2. Đây là âm 3 phần 2. Ta thấy âm 4 nhỏ hơn âm 3, thế nên âm 2 sẽ nhỏ hơn âm 3 phần 2. Còn để so sánh 3,125 với 5 và 1 phần 4 thì thầy sẽ đưa số hữu tỉ 5 và 1 phần 4 về dạng số thấp phân. Cụ thể thì 1 phần 4 bằng 0,25 thế nên 5 và 1 phần 4 sẽ là 5,25. Đến đây thì chúng ta so sánh 3,125 với 5,25 thì ta thấy ngay 3,125 sẽ nhỏ hơn 5,25. Như vậy thì chúng ta sẽ có thứ tự của các số hữu tỉ như sau. Âm 2 là số nhỏ nhất. Tiếp theo đó là âm 3 phần 2. Sau đó là 3,125. Và cuối cùng là 5 và 1 phần 4 là số lớn nhất.